Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình lại không có một cái... Thứ hai là mình muốn bỏ tất cả, quên cái bạc hoàn bị cọc thì mình sẽ bỏ tất cả.
chọn cái thằng này, select nè, Olympic nè, các bạn nếu bạn muốn mua, các bạn mua xuống nhận hàng đây cho dễ thấy nhận hàng đấy đó ha. Rồi thì các bạn lại vào lại cái phần sheet đi đấy. Rồi đó thì cơ bản nó chỉ có thế thôi. Rồi mình sẽ bổ sung vào cái list cái list basic cơ bản cho cái hệ kết cấu cơ bản đó các bạn. Rồi rồi chào mọi người nha.